Rồi. Một pha vào bóng rất quyết liệt của Huy Hoàng. Đã có va chạm xảy ra và lúc này có hai cầu thủ đang nằm trên sân. Huy Hoàng đã có một tình huống qua bóng bằng cả hai chân rất nguy hiểm. Rất may là trong tình huống này Samson Kaede đã tỉnh táo và tiền đạo người Nigeria đã có một pha xử lý cũng rất tiểu xảo. Anh đã đạp chân vào đầu của Huy Hoàng. Quang Hải đang di chuyển. Phán quyết không qua được cầu thủ thứ hai. Đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Từ một tình huống đá phạt ở vị trí gần hơn thế này một chút trong trận đấu bù với câu lạc bộ Viettel thì Quang Hải đã có bàn thắng gỡ hòa 2 đều cho câu lạc bộ Hà Nội. Đó là tình huống mà chính phán quyết cũng mang về quả phạt cho câu lạc bộ Hà Nội. Người đang bị đau trên sân là Đình Đồng. Mới đây thì theo kiến nghị từ phía câu lạc bộ Hà Nội thì ban tổ chức V-League đã quyết định thay đổi lịch thi đấu của hai vòng đấu cuối 25 và 26 do đội bóng thủ đô đã lọt vào trận chung kết liên khu vực của đấu trường AFC Cup. Theo đó thì lịch thi đấu của vòng 25 sẽ được lùi từ ngày 6 tháng 10 xuống 19 tháng 10. Lịch thi đấu các trận vòng 26 sẽ được đẩy từ ngày 19 tháng 10 xuống ngày 23 tháng 10. Quý vị đang theo dõi buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu ở vòng 24, trận đấu sớm nhất vòng 24 V-League giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hà Nội. Quý vị có thể theo dõi trận đấu này trên các kênh VTV5, VTV6 và ứng dụng VTV Sports của chúng tôi. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.